Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Nóng, Honda Quay 110i 2021 chính thức được ra mắt. Cái hệ mới nhất của dòng Honda Quay 110i 2021 được ra mắt tại làng và nâng cấp một cái khung sườn và trang bị hoàn toàn mới. Cái đinh xe Honda Quay 110i 2021 vừa được nâng cấp tại thị trường Thái Lan. Nếu so với bản đời cũ thì cái chiếc Quay 110i cái đời mới 2021 đã được hãng Honda bên Thái Lan nâng cấp rất nhiều trang bị cũng như tăng thêm dung tích bình xăng, thay đổi cái khung sườn mới nhẹ hơn. Phần đầu cái con quay mới này đã được trang bị cho mình một hệ thống đèn chiếu sáng LED. Thiết kế tem cũng có nhiều thay đổi giúp cho xe thể thao và sống động hơn cái bản đời cũ. Cái cụm đồng hồ tốc độ trên bản Quay 110/2021 được bổ sung thêm một cái màn hình LCD nhỏ hiển thị số đèn dài, quãng đường di chuyển và cái lượng tiêu thụ nhiên liệu còn lại. Cái cách bố trí các thông tin trên đồng hồ theo dạng là đối xứng. Nhờ ứng dụng cho mình một cái bộ khung mới, cái chiếc Honda Quay 110i 2021 có một dung tích hốc chứa độ đã tăng thêm là 35%. Bình xăng được tăng thêm là 1,3 lít đạt ở mức là 5 lít. Còn về sức mạnh của cái con Honda Quay 110i 2021 được hãng Honda trang bị một khối động cơ Honda Smart Energy, dung tích 110cc, phun xăng tử, mức tiêu hao nhiên liệu của khối động cơ này là 76,9 km trong 1 lít xăng, tương đương là 1,3 lít trong 100 km. Cái công suất nguồn máy xăng cực đại của động cơ này chưa được phía Honda Thái Lan công bố. Honda Thái Lan phân phối cái chiếc Quay 110i 2021 với 47 gồm phiên bản vành nan hoa phanh tăng chấm và khởi động bằng cần đạp, vành nan hoa phanh đĩa khởi động bằng cần đạp và vành nan hoa phanh đĩa khởi động bằng đề điện cùng chế bình đúc. Mức giá bán lần lượt cho 47 bản này như sau: 1.226 USD, 1.349 USD, 1.445 USD và 1.512 USD. Hiện tại ở Việt Nam, cái chiếc Honda Quay 110 hay được gọi là Quay Alpha 2021 đã được bán với duy nhất một phiên bản là vành nan hoa phanh cơ với mức giá bán lẻ đề xuất là 17.800.000 đồng. Nhiều khả năng cái hệ mới nhất của chiếc Quay 110 2021 sẽ được mang Việt Nam trong cái năm nay. Quay 110 lên cái phục top down hiếm lạ đến từ một biker sông nước Bến Tre. Trước khi được phổ cập hóa phiên bản là Quay Alpha sản xuất Việt Nam, người Việt đã biết đến cái chiếc Quay 110 do cái mẫu xe này được nhập nguyên chiếc từ Thái Lan về. Có nói Honda Quay đã trở thành một hậu vệ đắc lực mỗi như chiếc Supreme và Supercup trước đó. Cái điểm mình thích nhất phải kể đến chính là đồng hồ Casio SM, tích hợp rất nhiều chức năng đồ đạc, hiển thị cái dạng LCD. Tuy nhiên muốn lắp được nó phải chế lại bờ cổ một cái đèn LED Aerotis 40W cho ánh sáng cực đại khi vào đêm. Cái cộng thắng của Revo tích hợp các ổ khí dầu cực rời từ Soma, gồm tàu tốc Puma thành định gia thì ngắn hơn, tăng tốc cũng lẹ hơn. Cái điểm nhấn ấn tượng nhất bản độ này là cái tầm phục upside-down trước của con xe. Đây được coi là chính là điểm nhấn khiến con Quay trở nên được chắc hơn với một hệ thống giảm sóc trước hành trình này. Ngoài ra, chiếc xe còn có một cái heo dầu kiểu Rainbow 2.0 xứng kết nối với dòng Mori. Cái bục Tracerboy tăng thêm cái chút êm ái và cứng cáp hơn cho con xe yêu của bạn rất nhiều lần. Cool luôn cái bộ đĩa sau kết hợp cùng heo dầu Rainbow 2.0 xứng heo dầu Abido. Chúng ta hãy cùng nhìn ngắm bé trai một lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã biết mình, nhấn like và subscribe.